Kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống ngày mới của truyền hình Hậu Giang. Từ hôm qua, mạng xã hội xôn xao với những hình ảnh chụp màn hình tin nhắn trong một nhóm lớp 4 của trường tiểu học Chương Dương, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh với nội dung cô giáo xin phụ huynh ủng hộ tiền mua laptop và laptop này là của cô. Nhưng điều làm nhiều người bức xúc còn ở phía sau, khi có phụ huynh ý kiến không đồng ý thì cô giáo bắt đầu giận dỗi và có câu nói làm nhiều người không thể tin nổi. Theo phụ huynh, trong buổi họp phụ huynh vào sáng 14 tháng 9, cô giáo này cho biết bị mất laptop nên mong phụ huynh ủng hộ tiền mua máy mới. Các phụ huynh đồng ý đóng góp vì nghĩ đây là tài sản chung. Sau cuộc họp, cô thông báo thu được 14 triệu rưỡi và đề nghị mua laptop giá 11 triệu đồng. Xin ý kiến phụ huynh hỗ trợ 6 triệu, cô bù 5 triệu và cái laptop này sẽ là của cô. Nhiều phụ huynh không đồng ý, sau đó cô nhắn là không lấy khoản ủng hộ này và không soạn đề cương cho lớp. Sau đó nhiều em học sinh cho biết cô chỉ mở YouTube bài giảng trong giờ học. Chiều qua 28 tháng 9, ông Võ Cao Long, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Nhất cho biết, sau khi nắm bắt thông tin sự việc, phòng làm việc với trường yêu cầu hoàn trả lại toàn bộ số tiền phụ huynh đóng góp cho ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tạm ngưng bố trí đứng lớp cho cô giáo này trong thời gian xử lý vụ việc. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhà trường, giáo viên không được vận động tài trợ để chi trả thù lao hoặc các liên quan trực tiếp cho giáo viên, nhân viên trường học. Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh do ban quản lý sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của ban. Hiện cô giáo xin lỗi nhận sai khi vận động phụ huynh trang bị laptop và giữ tiền quỹ lớp, nhắn tin gây hiểu nhầm. Trên việc mở YouTube trong giờ học, cô giải thích hoạt động này để các em có thông tin tham khảo. Nhịp sống ngày mới còn những nội dung đáng chú ý. Tỉnh Phú Thọ sẵn sàng lắp cầu phao Phong Châu, dự kiến ngày thông xe là 30 tháng 9. Chuyên gia địa chất nhận định, trận thảm họa xảy ra ở thôn Làng Nũ là tai biến trượt lở, chưa từng được ghi nhận trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Biến đổi khí hậu, hiện tượng La Nina khiến mùa đông 2024 ở miền Bắc trở nên khắc nghiệt. Việt Nam có nhiều bước phá trong chuyển đổi số. Chuyên gia nhận định đây là con đường nhanh và bền vững để nước ta trở thành nước phát triển. Chiều qua, công tác chuẩn bị lắp cầu phao gần vị trí cầu Phong Châu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ sẵn sàng. Lữ đoàn công binh 249, binh chủng công binh hạ thủy 12 cano và 20 đốt cầu phao gần cầu. Dự kiến ngày mai, 30 tháng 9, người dân được qua cầu. Những ngày vừa qua, nước sông Hồng Thúc lưu tốc dòng chảy cho phép, nhưng mức độ sụt sạt hai bên bờ vẫn rất lớn. Lữ đoàn 249 phải gia cố trên 11.000 mét khối đá ở hai bến và đường lên xuống, có các giải pháp gia cố về mặt kỹ thuật để đảm bảo an toàn khi vận hành cầu phao. Theo kế hoạch, hôm nay đơn vị bắt cầu phao ở gần cầu Phong Châu chạy thử tải và dự kiến ngày mai 30 tháng 9 người dân sẽ được qua cầu. Nguyên tắc cầu phao PMP 60 tấn có hệ thống an toàn gồm các hệ thống phao và neo. Tuy nhiên tại vị trí lắp cầu phao nước chảy xiết. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho cầu phao, đơn vị tổ chức thiết lập thêm hệ thống cọc ghim, neo tời. Giữa lòng sông bố trí thêm hệ thống neo chùm để đảm bảo an toàn cho cầu phao. Tại Lào Cai, thảm họa thiên tai tại thôn Làng Nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 9 đến nay, gây chấn động đối với các nhà khoa học của Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bởi chưa bao giờ ghi nhận trận nào có tính khốc liệt như vậy. Qua một thời gian dài khảo sát đánh giá, Viện Địa chất đi đến xác định trận thảm họa này không phải như nhiều người phán đoán là lũ quét, dở túi nước từ trên đỉnh núi hay có hồ chứa nước ngầm trong núi, mà chính là tai biến trượt lở và chưa từng được ghi nhận trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Trượt lở được đánh giá là một trong 12 loại thiên tai ác liệt nhất
gây nhiều thiệt hại ở nước ta. Nó phụ thuộc vào các yếu tố như địa chất, tức mức độ nứt nẻ của đất đá, các kiểu giỏ phong hóa hay địa mạo, hình thái sườn dốc, điều kiện khí hậu, thủy văn như mưa, dòng chảy. Theo kết quả nghiên cứu của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước, Lào Cai là một trong những nơi có nguy cơ thiên tai này rất cao. Phó giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Cao Minh, nguyên phó viện trưởng địa chất, người có hơn 50 năm nghiên cứu về tai biến trượt lở cho biết, qua tiếp cận hiện trường, xác định trận thảm họa xảy ra sáng ngày 10 tháng 9 ở thôn Làng Nũ là tai biến trượt lở. Vị trí xảy ra trượt lở là từ đỉnh núi Con Voi, độ dốc không lớn lắm. Chỗ xảy ra trượt so với thôn Làng Nũ có độ trên khoảng hơn 550m. Khối trượt có quy mô rất lớn, chưa từng được ghi nhận, ước tính thể tích khoảng hơn 1 triệu mét khối, với độ sâu mặt trượt lớn nhất khoảng từ 40 đến 50 mét. Từ trên đỉnh núi, khối trượt khổng lồ có tốc độ rất lớn lao xuống khe suối đến khu vực dân cư dài khoảng 2,5 cây số. Trên đường đi, khối trượt cào bóc thêm vật liệu hai bên sườn núi và khe suối với diện tích khoảng hơn 40 hectare, chôm lên các quả đồi rồi hòa vào nước của dòng suối tạo thành dòng bùn đất vùi lấp cả bản ở phía dưới với phạm vi khoảng 20 hectare, gây nên thảm họa trượt lở tự nhiên lớn nhất từ trước đến nay. Quy mô khối trượt và diện tích bốc cào rất lớn cho thấy sức tàn phá gây gớm của trận sượt trượt lở lịch sử này. Giải thích nguyên nhân hình thành khối trượt trên núi Con Voi, tiến sĩ Phạm Văn Tiền, Trung tâm Viễn Thám và Rheumatic, Viện Địa chất cho biết, gần khu vực đỉnh của dãy núi có một đứt gãy chạy qua, do ảnh hưởng quá trình kiến tạo khiến đất đá bị nứt nẻ mạnh, vò nhầu và trở nên yếu hơn. Những ngày trước khi xảy ra thảm họa có mưa rất to, lượng nước mưa lớn ngấm theo các khe nứt của đất đá bên trong sườn dốc, làm mực nước ngầm dâng cao, tạo ra áp lực cực lớn và gây ra hiện tượng trượt lở này. Do đó, lượng mưa lớn xuất hiện do hoàn lưu của cơn bão Yagi là tác nhân chính gây ra trượt lở. Vì hiện tượng có tiếng nổ ngay khi trước khi xảy ra sạt lở, nguyên nhân là do sự đứt tách và dở ra của những khối đất đá có kích thước rất lớn từ đỉnh núi. Trong khi đó, đất đá lao dọc theo suối với tốc độ rất lớn, rồi va đập vào nhau, cuồn cuộn chảy theo dòng vật liệu đất đá, gây ra âm thanh lớn mà những người dân phản ánh là nghe như ào ào như tiếng máy bay. Cách xa tới 6-7 cây số vẫn nghe được tiếng nổ là hiện tượng rất hiếm ở Việt Nam, chứng tỏ khối trượt rất lớn. Dự kiến khoảng đêm 30 tháng 9, rạng sáng ngày 1 tháng 10, có một đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc nước ta, trời trở lạnh về đêm và sáng, vùng núi cao xuống dưới 15 độ C. Dự báo mức nhiệt thấp nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ có thể giảm còn 19 đến 20 độ C, vùng núi là từ 16 đến 18 độ C. Các tỉnh núi cao như Đồng Văn, Mẫu Sơn, Sapa có thể xuống dưới 15 độ C, trời rét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, năm nay đợt không khí lạnh đầu tiên ngay về là tháng 9, trong khi năm ngoái là giữa tháng 10 mới có khối không khí lạnh đầu mùa. Điều này cho thấy thời tiết của tháng 9 trở lại đúng với quy luật mùa. Mùa đông năm nay dự báo khắc nghiệt hơn, mặc dù cường độ của hiện tượng La Nina không mạnh bằng những năm trước. Các vùng đồng bằng Bắc Bộ có thể ghi nhận nhiệt độ thấp nhất xuống 19 đến 20 độ C, trong khi vùng núi có thể xuống dưới 15 độ C. Thủ đô Hà Nội trải qua những ngày đêm se lạnh, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 23 độ C, có ngày chỉ còn 20 độ C. Sau đợt không khí lạnh này, trong tháng 10 có thêm từ 1 đến 2 đợt không khí lạnh tràn xuống và nền nhiệt tháng 10 năm nay thấp hơn năm ngoái. Hiện trạng xuất hiện khối khí quyển đang di chuyển sang pha La Nina. Thông thường trong những năm chịu tác động của La Nina, mùa đông thường khắc nghiệt hơn, xuất hiện những giá trị nhiệt thấp kỷ lục. Và dự báo mùa đông năm nay cũng không ngoại lệ. Các chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định sẽ rét hơn trung bình nhiều năm. Trước khi không khí lạnh tràn về vào đêm mai 30 tháng 9, miền Bắc đón mưa dông cục bộ, có nơi mưa từ 51 đến 100mm trong 2 ngày do hội tụ gió trên cao. Chuyên gia khí tượng cảnh báo mưa to cục bộ làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất đá, nơi có địa hình sườn dốc, các ta luy dương và âm trên mọi tuyến đường, ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông suối nhỏ. Từ nay đến cuối năm, dự báo có từ 4 đến 5 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 2 đến 3 cơn đổ bộ đến đất liền. Chuyên gia khí tượng khuyến cáo các tỉnh miền Trung cần rà soát các phương án sẵn sàng ứng phó mưa lũ cực đoan trong tháng 10 và tháng 11.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, trên khu vực Biển Đông có thể xuất hiện từ 4 đến 5 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng từ 2 đến 3 cơn đổ bộ vào đất liền. Các tỉnh khu vực miền Trung cần rà soát các phương án sẵn sàng ứng phó mưa lũ cực đoan trong tháng 10 và tháng 11. Đỉnh lũ năm nay ở các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Các sông ở Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận trên báo động 2. Tại đồng bằng sông Cửu Long, mùa triều cường từ tháng 8 đến tháng 11 âm lịch thường mang đến những thách thức lớn cho người dân, chính quyền khi tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển gia tăng. Nguồn lực để ứng phó hiện tượng này còn hạn chế, khiến cho công tác bảo vệ sản xuất gặp nhiều khó khăn. Tại bờ sông Cổ Chiên, huyện Chợ Lách, tình hình sạt lở nghiêm trọng hơn trong 5 năm qua, với diện tích đất sản xuất bị nhấn chìm gần 200 mét. Ban đầu, nhiều gia đình không đồng ý hiến đất để xây dựng đê kiên cố vì lo ngại ảnh hưởng đến sinh kế. Tuy nhiên, khi sạt lở trở nên ngày càng nghiêm trọng, họ thay đổi quan điểm. Theo các ngành nông nghiệp ở vùng, nguồn vốn cho việc gia cố bờ bao vẫn chưa đủ. Các địa phương chủ động kêu gọi người dân hiến đất và khoa màu để thực hiện các dự án cần thiết. Với phương châm hiến một phần đất để bảo vệ diện tích còn lại, nhiều tỉnh miền Tây triển khai thành công hệ thống đê bao vững chắc nhờ sự đồng thuận của người dân. Biến đổi khí hậu khiến tình trạng sạt lở diễn biến ngày càng phức tạp, trong khi nguồn lực đầu tư các công trình đê bao kiên cố tại các tỉnh thành còn nhiều hạn chế. Sự chung sức của nhân dân trong công tác ứng phó thiên tai, bảo vệ sản xuất là hết sức cần thiết. Tiếp tục nội dung của Nhịp sống ngày mới sáng nay, học sinh mầm non ăn cơm với gừng chấm muối ở huyện Mù Cang Chải, báo cáo sự việc lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Ấn Độ tiếp tục nới xuất khẩu gạo, dự báo sắp tới gạo Việt có thể phải giảm giá. Việt Nam có nhiều bước phá trong chuyển đổi số, chuyên gia nhận định đây là con đường nhanh và bền vững để nước ta trở thành nước phát triển. Trước thông tin học sinh mầm non ở Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái ăn cơm với gừng chấm muối, lãnh đạo huyện khẳng định đây là sự hiểu lầm. Trong ngày ghi hình, học sinh mang cơm từ nhà và nhà trường cũng cung cấp thêm canh rau cải và mì tôm. Chính quyền và nhà trường thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ đối với học sinh, đảm bảo bữa ăn không thiếu thốn như phản ánh. Còn thực tế của buổi ghi hình và phản ánh trước đó, vì mục đích cơ bản để kêu gọi hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường vùng cao còn khó khăn. Trong bối cảnh giá bất động sản nhà ở thương mại tại một số đô thị lớn tăng cao, Bộ Xây dựng đề xuất các giải pháp giảm giá nhà ở bất động sản và ổn định thị trường bất động sản. Trong đó, Bộ đề xuất nghiên cứu đề xuất chính sách đánh thuế đối với trường hợp sở hữu sử dụng nhiều nhà đất nhằm hạn chế hoạt động đầu cơ, việc mua đi bán lại nhà đất trong thời gian ngắn để kiếm lời, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. Lãi suất vay mua nhà ở xã hội qua ngân hàng chính sách xã hội tăng thêm đang khiến cơ hội an cư với người dân có thu nhập thấp ngày càng khó. Bởi người dân có nhu cầu vay mua nhà ở xã hội gặp nhiều khó khăn trong việc cân đối thu nhập, nhiều chuyên gia cho rằng mức tăng này cần có lộ trình linh hoạt. Với mức lãi suất tăng từ 4,8% lên 6,6% của ngân hàng chính sách xã hội đang là gánh nặng với người dân. Bởi theo tính toán, mức lãi suất mới, trung bình hàng tháng người dân phải đóng tiền ngân hàng tăng gần 1 triệu đồng. Theo các chuyên gia bất động sản và nhiều đề xuất cho biết, mức tăng này cần có lộ trình theo đợt và kéo dài thời gian trả nợ gốc. Nguyên do lãi suất tăng lên 6,6%, ngân hàng chính sách xã hội cho biết là để phù hợp với nghị định số 100. Theo đó, các khoản vay nhà ở xã hội trước ngày 1 tháng 8 áp dụng mức lãi suất bằng cho vay với hộ nghèo. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cũng nhìn nhận cần linh hoạt hơn về quy định và phù hợp với điều kiện thực tế. Vì thế nên áp dụng trong 2 năm tới và chỉ cho các khoản vay mới chưa giải ngân. Các chuyên gia tài chính cũng nhận định mức lãi suất phù hợp với các đối tượng nhà ở xã hội chỉ nên ở mức dưới 6%. Nếu áp dụng lãi suất vay mua nhà ở xã hội trung dài hạn giống như khoản vay hộ nghèo trong 3 năm sẽ làm cho người vay bất an bởi lãi suất tiếp tục thay đổi, có khi là hàng năm.
Hôm qua 28 tháng 9, Ấn Độ bật đèn xanh cho việc xuất khẩu gạo trắng non Basmati trở lại, trong bối cảnh gạo tồn kho ở nước này đang tăng vọt và nông dân chuẩn bị thu hoạch vụ mùa mới trong vài tuần tới. Việc nguồn cung gạo từ Ấn Độ quay trở lại có thể khiến các nước xuất khẩu gạo chủ lực khác như là Pakistan, Thái Lan và Việt Nam phải giảm giá thành. Các chuyến hàng gạo lớn hơn từ Ấn Độ tăng cường nguồn cung toàn cầu nói chung, khiến giá gạo quốc tế mềm hơn khi các nước xuất khẩu gạo chủ lực khác như Pakistan, Thái Lan và Việt Nam phải giảm giá thành. Hôm 27 tháng 9, Ấn Độ cũng giảm thuế xuất khẩu gạo từ 20% xuống còn 10%. Hồi đầu tháng 9, chính phủ Ấn Độ cũng dỡ bỏ giá sàn cho gạo Basmati xuất khẩu. Năm ngoái, nhờ lệnh cấm xuất khẩu, nguồn cung gạo trong nước của Ấn Độ tăng lên, giúp lượng gạo trong các kho cũng tăng, giúp chính phủ có nhiều dư địa để nới lỏng hạn chế xuất khẩu gạo. Theo đánh giá của thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam tăng dần qua các năm. Nếu như năm 2020, Việt Nam chỉ đứng thứ 6 trong khu vực ASEAN về tốc độ tăng trưởng kinh tế số, thì đến năm 2021 dâng lên hạng thứ 3 và 2 năm tiếp theo đều giữ vững vị trí thứ nhất. Báo cáo của Google cũng xác định kinh tế số Việt Nam năm 2022 tăng trưởng 28%, năm ngoái đạt 19%, cao gấp 3,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Báo cáo về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo năm 2022, nước ta xếp hạng 55 toàn cầu, trong khi Singapore xếp thứ 2, Malaysia xếp thứ 29, Thái Lan xếp thứ 31. Về an toàn, an ninh mạng toàn cầu, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 25 trên 194 quốc gia vùng lãnh thổ được xếp hạng. Và mới đây, lần đầu tiên Việt Nam được xếp vào nhóm chỉ số chính phủ điện tử ở mức rất cao, tăng 15 bậc so với năm 2022, đứng ở vị trí 71 trên 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Với kết quả này thì nước ta vượt mục tiêu đặt ra trong năm nay về xếp hạng chính phủ điện tử, tăng ít nhất là 5 bậc tại nghị quyết số 02 của chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2022, Việt Nam được đánh giá là một trong 9 quốc gia có thu nhập dưới mức trung bình nhưng được đánh giá cao do có chỉ số tổng hợp và chỉ số dịch vụ trực tuyến ở mức cao. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt trên 55%, 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt. Đến tháng 12 năm ngoái, Bộ Công an cấp gần 85 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, kích hoạt hơn 45 triệu tài khoản định danh. Từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, người dân có thể sử dụng duy nhất tài khoản VNEID để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến về thanh toán số tại khu vực Đông Nam Á. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng đạt hơn 87%. Mỗi ngày có từ 20 đến 25 triệu giao dịch ngân hàng trực tuyến, bình quân 830.000 tỷ đồng. Nhờ chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 của chính phủ, miễn phí Internet cho các xã vùng sâu, vùng xa và xã đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, người dân có thể dùng điện thoại thông minh để tra cứu biến động giá cả và cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Điều tra dữ liệu khu dân cư, các hoạt động an sinh xã hội, thủ tục hành chính, tài khoản ngân hàng, thậm chí việc thanh toán mua bán đều được số hóa. Cả nước hiện có hơn 20.000 điểm truy cập Internet công cộng được thiết lập tại vùng sâu, vùng xa, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí khi khám chữa bệnh trực tuyến, mở ra cơ hội học tập từ xa cho học sinh miền núi. Các hợp tác xã nông nghiệp quảng bá và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả từ nền tảng số. Hiện nay, khi đi xin việc, du học, xuất khẩu lao động hay kết hôn với người nước ngoài, nhiều người cần có phiếu lý lịch tư pháp. Trước đây, thường phải xếp hàng chờ đợi tại sở tư pháp từ sáng sớm để nộp hồ sơ, rất mệt mỏi. Nhưng giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh có cả ứng dụng VNEID, ngồi bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, người dân cũng có thể dễ dàng làm thủ tục trực tuyến, đăng ký cấp phiếu chỉ trong vài phút. Sau khoảng 10 ngày, người dân được nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử ngay trên ứng dụng và có giá trị như bản giấy.
Mới đây, hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử được triển khai là đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa thường trú, giải quyết mà tăng phí tự túc. Đây là những thủ tục sát sườn với mỗi người dân. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, chuyển đổi số là con đường phát triển nhanh và bền vững, là phương thức phát triển mới để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Con đường là đúng, nhưng vẫn có nhiều tồn tại là rào cản cho sự phát triển xã hội số tại nước ta. Trong đó, chuyển đổi số ở nông thôn, những vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn bởi nhiều lý do như cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ, năng lực công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế. Để giải quyết những khó khăn này, các tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập. Các tổ công nghệ số cộng đồng là một trong những sáng kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông được thành lập để tuyên truyền, hướng dẫn người dân kiến thức về chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số trong giải quyết nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Từ năm 2022, trên cả nước có hơn 80.000 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 40.000 thành viên. Sau hơn 2 năm triển khai, lực lượng này đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, góp phần đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số tại các địa phương. Như tổ công nghệ số cộng đồng, thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, Đan Phượng, Hà Nội có 7 thành viên. Ngoài lực lượng nòng cốt là những đoàn viên thanh niên đến từng ngõ, từng nhà, từng người, tổ có thêm những nhân lực đặc biệt là những người cao tuổi, tuy không nhanh nhạy nhưng lực lượng này động viên và tuyên truyền rất tốt. Thực hiện chủ trương lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể và mục tiêu trong chuyển đổi số, để người dân doanh nghiệp được thụ hưởng thật những thành quả do chuyển đổi số mang lại, không ai bị bỏ lại phía sau. Mô hình tổ công nghệ số cộng đồng xuất hiện những cách làm hay, hiệu quả, từ đó dựa vào sức dân để phần nào giải quyết những khó khăn về kinh phí đầu tư và nguồn nhân lực. Tổ công nghệ số cộng đồng có các nhân sự giàu kinh nghiệm giúp người dân từng bước hòa nhập với xu thế mới. Khi người dân hiểu về giá trị của chuyển đổi số, họ vừa trở thành công dân số, vừa trực tiếp đóng góp tiền bạc, công sức vào quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, khi quá trình chuyển đổi số diễn ra rộng khắp cả địa lý và trong nhiều ngành nghề lĩnh vực, thì yêu cầu về an ninh mạng và bảo mật thông tin càng bức thiết. Chỉ 6 tháng đầu năm, có hơn 211.000 cảnh báo tấn công mạng và 20 sự cố tấn công mạng nghiêm trọng được phát hiện. Nội dung này chúng tôi sẽ đề cập vào ngày mai. Những ngày này, từ khóa rú giá xuất hiện nhiều trên những trang mạng xã hội về du lịch ở Huế như một lời mời gọi du khách đến thưởng thức những ngày đẹp nhất trong năm ở khu rừng ngập mặn này. Đây là khu rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn sót lại trên hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á là phá Tam Giang, đang đắm mình trong mùa thay lá đẹp nhất trong 3 năm trở lại đây. Rú Giá là khu rừng ngập mặn duy nhất còn sót lại trong hệ thống đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, phá Tam Giang, nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 14 cây số về hướng đông, với diện tích khoảng 5 hecta, có chức năng ngăn mặn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đất liền. Khu rừng ngập mặn này có hơn 90% diện tích là cây chá mọc hoang. Cứ đến cuối thu, toàn bộ khu rừng chuyển từ màu xanh sang màu vàng tươi đầy thơ mộng. Thả chiếc flycam lên trời cao, du khách có thể tận mắt thấy cả khu rừng sáng bừng lên ánh vàng khi những mảng xanh của cây chá đang chuyển mình sang màu vàng tươi tuyệt đẹp. Đi dạo trên những con đường bê tông uốn lượn xuyên qua khu rừng được bao bọc xung quanh bởi những bộ rễ chá với hình thù lạ, du khách cũng có những trải nghiệm thú vị, đặc biệt là vào mùa thay lá này. Hình ảnh vừa rồi cũng khép lại nhịp sống ngày mới sáng nay của truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.